Anh sẽ cần tuyển một bạn xinh, đặc biệt là phải xinh nhá, được chưa? Xấu thì cũng được, nhưng mà anh vẫn thích những người xinh hơn. Còn người xấu thì ok, anh sẽ nhường cho bạn khác nhá. Thứ hai là anh thích những người con gái mà kiểu tóc đen chứ không phải tóc nhuộm. Đó, tóc đen mà dài dài đến đến lây cũng được, đến chỗ này này, đặc biệt là phải đến chỗ này nhá. Màu sắc là màu đen. Nếu mà em làm đang nhuộm màu tóc màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng thì các em cứ đi nhuộm lại màu đen đi, được chưa? Thì anh sẽ thích. Còn bây giờ màu khác thì anh không thích, bởi vì là anh không thích những người con gái kiểu ăn chơi đua đòi. Anh thích những người con gái kiểu là dễ thương một chút đấy.